sữa siêu ngon khổng lồ. À không, hàu sữa thì nó nhỏ. Ngồi ghế đấy phải muối nó mỏi ghế này không nhỉ? Trông đẹp không đất mà rất là đất thì sao? Hàu sữa thì nó nhỏ. Đặng đất đi. Thấy luôn đi. Nhìn nó con hàu bé này. Non. Đang tách vỏ hàu. Tách vỏ con hàu. Nào đi quay video này. Hàu béo lắm. Gia vị thơm thế rồi, ở ngoài này ngửi thấy mùi thơm rồi, vào xem nào. Đâu, thơm quá rồi, xay cho nạc lên mà xay. Ui, phi thơm lắm rồi, nhưng mà vàng thêm tí nữa thì thơm. Cho nhỏ cũng được. Nhỏ quá rồi. Đấy, xem nào. Trộn cùng với hành. Mời các bạn xem hàu lướng, ăn con hàu lướng. Con hàu lướng đây. Bây giờ tổ chức ăn hàu lướng. Nướng cái đồ ăn đấy. Con hàu. Hàu. Không, ở trong miền Trung nó gọi là con hàu. Miền Bắc gọi là con hàu, còn có người thì gọi là con hàu. Nhưng mà hàu nó phải ngắn lại đấy. Con hàu. Nhiều lắm, hôm nay nhiều lắm. Vừa này thôi. Đấy, mấy giọt, 4-5 giọt thôi.
Bắt chanh vào thì tất nhiên là ngon hơn. Đúng rồi, ngon hơn. Bắt chanh vào thì cầm chanh. Không, nhưng mà bắt anh thì mới bỏ ra nó mắt. Không, không bắt vào gia vị chưa? Không, không bắt, phải bắt, ăn, bắt. Ăn bị bắt cho ai bắt được gia vị. Đây, bắt như này, tính à. Bắt 4 năm tuần này. Được rồi, cho nó. Để đây, 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 đóng mắt. Để có mà chích nó không phát, tôi chắc nó không đấy rồi đến đi nhanh lên chú cho thêm tí chanh vào nó thao sao ăn no hàng rồi chín ngon cơm no à này nhiều nhiều đâu rồi đấy. Cũng có thêm mâm một lần nhé. Ừ. Này, cũng mình nhạt hết đi. Ừ. Ăn này cho tí. Bé cho rồi đấy. Cho ít thôi. Bắt cho rồi. Rồi đấy. Nhiều nhỉ. Đậm đã. Ai mà ăn nhiều nhất à? Ôi, còn cần đầy nhân. Ở đây cho thêm nhiều. Đây. Nó nghĩ tên à? Ừ. Sợ thiếu à? Sợ thiếu. Không phải sợ thiếu mà. Lần trước ăn ít nhân ngon. Ăn để mình cảm giác vị hàu nó là chủ yếu. Nhân lạc rang mới lại hành khô rất thơm. Cho em chuyên Tây Bắc cho đấy nhé. Nó ăn được cả cái lá rừng, ví dụ những cái cây ở rừng ấy ăn hết. Những cái con tôm cá nhảy ấy làm nước trong trộn hết. Đây ở ngoài kia nó thái dọc hành cho nên trông à, xanh đúng không? Nhưng làm sao bằng hành khô mới đạt được. Rồi đấy. Ăn tiếp rồi đấy. Đấy còn đấy mình béo quên tầm đấy luôn. Nhiều nhỉ. Mâm cũng không thua ở ngoài quán con kia này chính là những con bé này nhân với mẩy thôi dục cháu không nuốt cốc được chẳng nghe mẹ chẳng nghe mẹ uống tiếp đầu này kém rồi đây con này to à dạ này nhân dạ cho nhà nhiều không thi đấu nhiều không thi đấu suốt thi đấu suốt ngày thế kia mà sợ đau dạ dày. Ui giời, nó nóng này. Nóng. Con nhân mẩy ăn nó béo rồi. Bắt chanh vào rồi bố? Chưa. Tí chanh mát ruột hơn. Đất đấy. Báo mà phải có tí chanh mà sau pha thêm ít ra nước mắm thì cho ít đường các thứ vào ấy, xong sắc lên đây nữa ấy. Con hàu nhỏ nhỏ có nhà linh đấy nhỉ? Còn cháo hàu, bà nó có cháo hàu. Ừ. Sao chị mấy tính ăn? Nhà đấy bán 5 người 1 con mà chết đấy. Một cái ốc ớt mà nó mút đi. Đấy, mình đi ăn cái ốc đấy thôi. Ốc dài mà tay đấy, mút đi. Đúng rồi, 5 nghìn. Đọc ngay đấy. Nó chậm. Mày ăn lấy hàu à? Mẹ ăn thừa hảo. Mỗi một con này chỉ mấy
mấy giọt thôi. Ngoài quán có ăn được 4 năm nhiều quá, nó lại thành chua. Hơi chua thôi. Ngoài quán hôm nay ăn nó có ốc sau quán. Thôi thôi thôi. Mà thế mà nó cũng một giọt mà nó bỏ lấy hàu. Không làm hàu phô mai đâu. Hàu phô mai không lấy. Phô mai không ra gì nhỉ? Đấy là con nướng nó bị oi khói. Không biết lại nó. Đúng rồi. Ăn thơm thôi. Để gia vị này thôi. Dễ ăn. Phô mai khó ăn. Sôi chưa? Một bát sôi. Mấy cục quả. Sôi à? Nên tay yếu thì ăn còn này không? Mỗi mẹ 6 con. Mỗi cục quả. Mỗi con. Hôm nay là 50, 60 con. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái tính con ăn. Nó có lạc, nó béo, toàn ăn bữa được rồi. Ê, cuối tuần thôi, cuối tuần nghỉ nha. Cháu ngủ riêng. Nhà cháu cứ 750, mỗi người 10 con. Đúng rồi, 10 con là nhiều lắm. Nhưng mà ở đây vừa đây mình ăn thì phải tầm được mười mấy con. Miên đi, nguội. Đã ăn mấy quá.
tôi bắt chanh bằng như này là được. Giải tán, bắt đầu ăn xong bây giờ giải tán. Đã hết một mâm hàu, đã giải quyết hết chiến trường. Bây giờ phải dọn. Đấy, ăn hàu tại vườn dưới tán cây vú sữa. Kinh không? Đấy, ngồi tại dưới vườn. Bóng mát. Rất là đẹp, gió mát, thanh trăng thanh. Ừ.